Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lớp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ tiếp tục với series Bookshelf Tour, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kệ sách cá nhân của những người bạn đang làm những công việc khác nhau ở những độ tuổi khác nhau để xem họ đang đọc sách gì và sách có tác động như thế nào đến họ. Vị khách ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một chuyên viên nhân sự. Người ấy là ai, như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chào nhau trước đã nha. Xin chào mọi người, mình tên là Quang. Hiện tại mình đang công tác tại công ty tài chính tiêu dùng ở Việt Nam. Thì mình đang giữ vị trí là nhà bên tuyển dụng. Thì đây là tủ sách của Quang. Đây là những quyển sách mà Quang đã đọc rồi, đang đọc và cũng như là sắp tới sẽ đọc. Ngoài đọc sách giấy thì Quang còn đọc sách gọi là đọc sách online, đọc sách Kindle. Có thể thấy là Quang đọc khá là nhiều những cái thể loại sách thuộc về cái dòng tài chính, khởi nghiệp, branding, content, marketing, self-help, tâm linh, tâm lý. Nhưng mà đặc biệt không có cuốn nào văn học cả. Có vẻ như là anh chàng này đang tận dụng thời gian để bồi đắp những cái nền tảng tư duy về logic cũng như là cảm xúc. Và trong cái số những cái quyển sách của Quang ở đây thì mình đặc biệt chú ý đến quyển Đắc Nhân Tâm. Vì đây là cái quyển mình đã đọc 2 lần rồi nhưng mà mình thực sự không thích nó một chút nào. Đối với mình nó khá là khó để có thể sử dụng, ứng dụng vào đời sống thực tế. Không biết là Quang nhận xét cuốn này như thế nào hả? Đây là cuốn sách mà sẽ giúp cho mình biết được làm cách nào đó để có thể gọi là thuyết phục được người khác một cách hiệu quả nhất. Thì nên đối với Quang thấy quyển sách này khá là hữu ích. Có thể là những bạn khác thì đọc quyển sách thấy nó hơi thủ thuật, nên gây cảm giác là sao nó giả tạo quá. Trong cuộc mình làm mình muốn xây dựng mối quan hệ mà sao mình cứ giả tạo như vậy, nó không hay. Và bản thân Quang xuất phát từ cái là mình muốn giúp người khác trước, nhưng mà mình giúp như thế nào mà làm sao để giúp á, thì cuốn sách này cho mình những cái gợi ý để mình giúp được người ta được tốt. Thực sự thì Đắc Nhân Tâm là một cái cuốn sách có rất là nhiều những cái phản ứng trái chiều ở trên các cái group đọc sách. Cho nên nếu bạn lỡ không thích cái quyển sách này thì cũng không sao cả, yên tâm đi, bạn không chỉ có một mình. Và cũng yên tâm một điều nữa là còn rất nhiều những cái quyển sách thú vị thuộc cùng cái chủ đề này đang chờ bạn khám phá. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái quyển sách mà bạn quan tâm đắc ha. Thì với quyển sách Hiểu Về Trái Tim, quyển sách này sẽ kể lại những câu chuyện nhỏ, và thông qua những câu chuyện nhỏ nó sẽ gửi gắm những cách thức, những thông điệp, những cách thức mà làm khi mình đọc vào á, với mình có cái cảm giác là rất là bình an trong cuộc sống. Khi mà mình quá vui thì mình cũng biết chia sẻ cái sự quá vui đó của mình cho những người xung quanh, để mình giảm, mình tiết chế bớt cái việc gọi là mình trở nên quá vui đi, hay là mình quá buồn, hay mình quá đau khổ đi. Thì mình nó sẽ giúp cho mình có cái góc nhìn, để mình nhìn một cái góc khác, để mình cảm thấy rằng là thật ra thì mình cũng đâu có khổ lắm đâu, nó cũng là bình thường như cuộc sống thôi mà. Thì nó giúp mình cảm thấy thoải mái hơn, bình an hơn trong cái giai đoạn, trong cái lúc đó, để mình có thể cuộc sống mình nó cảm thấy tươi đẹp hơn, và mình có những cái thứ khác hay ho hơn để làm, thay vì mình ngồi mình cứ buồn tuổi. Thì đó là quyển sách mà gọi là thức ăn cho tâm. Thay vì mình có những cái ăn uống cho thân thể thì mình cũng nên có những sách thức ăn cho tâm mình, để mà thân thể cường tráng nhưng mà tâm trí cũng thoải mái. Cuốn Factfulness là một cuốn sách theo quan đánh giá khá là hay. Trong thời điểm hiện tại mình đang tràn ngập trong khá là nhiều nội dung tin rác, tin tiêu cực, tin không đúng sự thật, thì cuốn Factfulness sẽ giúp cho bạn cung cấp những kiến thức, những cách thức khi nhìn vào tin tức mình đánh giá được rằng tin đó có đáng tin cậy hay không, và tin cậy mức độ như thế nào. Mình cũng có thể dùng cuốn Factfulness nhận những gợi ý trong đây để mà hỏi bạn bè của mình khi họ cung cấp một thông tin nào đó, để hỏi lại họ để xác định coi rằng thông tin họ cung cấp cho mình có chính xác hay không. Ví dụ cuốn Factfulness kêu mình hãy nhìn vào số liệu khi mình gặp thông tin tiêu cực, vì là về thông tin tiêu cực nào đó, nhìn vào xác suất thống kê. Xác suất thống kê ở đây có nghĩa rằng ví dụ trong 100% trường hợp, trong 10.000, trong 100.000 trường hợp đó xảy ra, thì bao nhiêu trường hợp là sẽ thực tế sẽ xảy ra, bao nhiêu trường hợp là sẽ không bao giờ xảy ra. Thì khi nhìn vào những cái bài viết, những con số, số liệu đó, mình biết được rằng là xác suất sẽ xảy ra như thế nào, để giúp cho mình biết rằng là mình có nên quan tâm vấn đề đó hay không, mình có nên lo lắng vấn đề đó hay không, hay là vấn đề là vấn đề rất là bình thường trong cuộc sống hiện tại mình đang diễn ra thôi, không có gì phải quan tâm cả. Và mình đặt cái tâm thế, cái chú ý mình vào những vấn đề khác quan trọng hơn. Cuốn Tài Chính Cá Nhân là cuốn mà Quang đọc vào thời điểm đang nghỉ, đang làm việc tại nhà do dịch Covid. Thì Quang khá là ấn tượng với cuốn Tài Chính Cá Nhân. Cuốn này sẽ cho được nhiều, giải thích cho mình nhiều vấn đề trong đó.
Cái đầu tiên là sẽ cho mình một bài toán từ đây đến năm 50 tuổi, 60 tuổi mà mình không còn làm việc nữa thì mình ngay từ bây giờ sẽ làm như thế nào. Thứ hai là sẽ giúp cho mình biết những cái thương vụ đầu tư, bạn bè, đồng nghiệp hay bất kỳ ai đó mời mình đầu tư một cái thương vụ nào đó thì mình sẽ họ đặt họ những câu hỏi như thế nào để biết rằng đồng tiền mình kiếm ra, mình tiết kiệm, mình có nên đầu tư những thương vụ đó hay không. Đó là hai cái phần chính về cuốn tài chính cá nhân mọi người nên đọc. Đây là cuốn xây dựng để trường tồn. Nghe cái tên thì chắc các bạn thấy nó cũng khá là đau to bú lớn à. Thực ra đúng thì cuốn này là chủ yếu viết về làm cách nào đó để mình xây dựng một doanh nghiệp được trường tồn. Để trường tồn thì sẽ có nhiều yếu tố khác nhau để mình xây dựng doanh nghiệp nó được trường tồn, được vĩnh hằng. Thì tác giả cuốn sách dựa trên những khảo sát thực tế ở hàng trăm công ty, doanh nghiệp khác nhau, họ đưa ra những tiêu chí. Thì trong đó có một tiêu chí khá là hay là tiêu chí về mọi người cùng trên một chiếc xe bus đạt đến một mục tiêu nhất định. Cuốn này nói rằng tất cả mọi người làm chung một công ty, một tổ chức hay một đội nhóm đều cùng nhắm vào một mục tiêu nhất định giống như nhau thì sẽ giúp cho một mình đạt mục tiêu được dễ dàng hơn, giúp cho cái dự án, giúp cho công ty mình được phát triển trường tồn hơn. Thì chuyến xe buýt đó sẽ giúp mọi người cùng đi với nhau trên một con đường để mình quyết định được rằng đâu là những thành viên phù hợp với mình, đâu là những thành viên không còn phù hợp với mình trong tình trạng hiện tại nữa, để mình mời họ xuống xe buýt và mình mời lên xe buýt những người khác được phù hợp hơn, giúp xây doanh nghiệp được trường tồn. Ủa, bạn có thấy ngộ không? Do nhân sự gì mà đọc quá trời sách về tài chính, kinh tế như vậy thì nó có giúp ích gì cho cái công việc mà Quang đang theo đuổi hay không? Thật ra thì nếu mà nói về nhân sự á, thì mọi người hay nói là về con người, liên quan về con người nhiều hơn. Nhưng mà Quang nhận thấy rằng là khi mà đi làm á, mình tham gia vào một tổ chức thì tổ chức đó mướn mình vào để mình đạt một cái mục tiêu gì cho họ. Nhưng mà thật ra mục tiêu gọi là cao hơn đều là hướng đến việc là công ty tăng trưởng, công ty có lợi nhuận, doanh thu được tốt hơn thì mà công ty mới có lương trả cho nhân viên, cũng như là có những cái phần thưởng trả cho nhân viên của mình được xứng đáng. Thì khi mà Quang đọc những quyển sách gọi là kinh tế, về tài chính, thì khi mà Quang nói chuyện với những cái anh chị mà level, những anh chị mà gọi là sếp cao hơn, những anh chị đồng nghiệp khác, mình đưa ra những cái dẫn chứng mà mình, những cái dẫn chứng của mình nó mang tính chất là đem lại cái lợi ích kinh tế cho công ty, thì mình thuyết phục họ được gọi là dễ dàng hơn. Mình dễ, nói chung là họ sẽ đạt được sự đồng thuận của họ được tốt hơn so với việc là mình không hướng đến cái việc mình đạt lợi ích chung của công ty về lợi nhuận, về doanh thu. Oh man, đụng tới nồi cơm một cái là tự nhiên mọi thứ sáng sủa rõ ràng liền ha. Nhân sự cũng chỉ là một phần của tổ chức mà thôi, mọi thứ nó đều vẫn xoay quanh cái câu chuyện lợi ích. Vì vậy khi mình hiểu được cái cách nồi cơm chín á, thì lời nói của mình mới có sức thuyết phục không chỉ với cấp trên mà còn với những cái nhân sự được tuyển dụng mới cũng như là những cái đồng nghiệp của mình. Và không biết bạn có để ý không, ở trên cái kệ sách của Quang á, có cái một số cái đầu sách dành cho dân content như là cuốn 90-20-30, 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ của anh Sáu Hàng Chay, Huỳnh Vĩnh Sơn. Đây là cái cuốn mình cực kỳ thích và mình cũng đã có review ở trên kênh của mình. Nếu mà bạn quan tâm thì có thể xem ha. Nhưng vấn đề là, ủa dân nhân sự thì quan tâm đến cái lĩnh vực của dân content branding chi vậy? Thật ra hiện tại thì nghề nhân sự hay là bất cứ nghề nào đi thì theo Quang thấy là một người phải càng gọi là biết càng nhiều càng tốt. Thì nhân sự cũng không ngoại lệ. Nhân sự biết về con người là một chuyện, nhưng mà đến hiện tại thì rất là nhiều công ty có tiếng, nhiều công ty có cái danh hiệu, nhiều việc làm cho cơ hội, những người kiếm việc có nhiều công ty lựa chọn hơn. Thì khi mà viết content, khi mà hiểu biết về marketing, về làm thương hiệu á, thì những cái tin tức, những cái bài post mình post ra ngoài cho người khác, người ta đọc, cái ứng viên mình họ đọc thì họ sẽ thu hút được họ hơn, thì sẽ giúp cho công ty có được nhiều ứng viên ứng tuyển hơn và dẫn đến cái việc là có nhiều chất lượng, có ứng viên chất lượng tốt hơn cho công ty mình để hoạt động. Thì đó là lý do vì sao mà mặc dù làm nghề nhân sự nhưng mà Quang vẫn phải tìm hiểu thêm về cách viết content, về cách xây dựng hình ảnh của công ty. Cũng hợp lý ha. Đúng là mỗi một cái mẫu tuyển dụng nó cũng là cái cơ hội để cho mình quảng bá thêm về công ty của mình. Và vì vậy viết sao cho nó tạo được cái ấn tượng tốt cũng là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng. Và mình được biết là nhân sự còn một cái mảng nữa là truyền thông nội bộ. Trong cái mảng này thì càng đòi hỏi người làm phải có một cái kỹ năng viết tốt. Kỹ năng viết tốt thì sẽ giúp cho mình truyền đạt cái thông tin
một cách hiệu quả này, và giúp gắn kết những cái phòng ban với nhau, cũng như là khiến cho mọi người cảm thấy yêu mến công ty hơn. Nhân đây thì mình cũng rất là muốn hỏi chuyên viên nhân sự, không biết là Quang có một cái lời khuyên nào dành cho những cái bạn trẻ đang trong cái bước đường chuẩn bị đi xin việc. Các bạn cần phải chuẩn bị gì để đối phó với cái yêu cầu về kinh nghiệm từ phía các đơn vị tuyển dụng? Với những bạn sinh viên mới ra trường mà gặp cái trường hợp là nhà tuyển dụng yêu cầu có kinh nghiệm, thực sự hiện tại theo Quang thấy là bản thân Quang cũng vậy thôi. Năm 3, năm 4 là những bạn sinh viên đã có thể đi làm rồi. Mà quan trọng là ở bạn, bạn có muốn đi làm hay không. Nếu mà bạn đã đi làm từ năm 3, năm 4 thì bản thân bạn đã có kinh nghiệm, có trải nghiệm trong môi trường làm việc, đã có những kỹ năng mềm, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống vân vân. Thì khi bạn nói chuyện với nhà tuyển dụng, bạn có thể bán được những cái điểm đó, làm cách nào đó để những gì bạn có và những gì công ty cần nó hòa lại với nhau thành một, thì giúp đó bạn sẽ có cái điểm ở giữa, là điểm mà mình hỗ trợ, mình phù hợp với công ty. Thì tất nhiên ha, nói đi nói tới nói lui là bản thân bạn phải chuẩn bị đã. Thì bản thân Quang khi là nhà tuyển dụng, Quang nhìn vào cái CV của bạn đó, cùng mới ra trường như nhau, nhưng mà Quang luôn ưu tiên những cái bạn trong thời gian đi học có tham gia hoạt động xã hội, hoạt động trường lớp, có đi làm. Những bạn đó sẽ bạn được ưu tiên nhất so với những bạn mà nhìn CV như một tờ giấy trắng, ngoài việc học ra không làm gì cả. Trong cái việc tuyển dụng và trong việc đi làm á, thì cái phần thái độ là phần quan trọng hơn hết. Sau đó mới đến phần kinh nghiệm. Kinh nghiệm có thể đào tạo hay phát triển, nhưng mà phần thái độ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Theo như quan niệm của Quang á, thì thái độ chính là cái thứ sẽ giúp cho mình đi xa, còn kinh nghiệm là thứ mình sẽ có được nếu mà mình không ngừng cóp nhặt trên cái con đường đi của mình. Và để cảm ơn Quang vì những cái chia sẻ vô cùng hữu ích, thì ngày hôm nay mình mang đến đây một cái món quà, chính là một bộ sách gồm 6 cuốn của tác giả Malcolm Gladwell. Hộp 6 cuốn màu vàng siêu đẹp. Cả 6 cuốn này đều thuộc hàng bestseller, riêng Độc Vị Người Lạ lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam. Alpha Book đã khoác áo mới cho 5 cuốn đã xuất bản trước đó của tác giả sang bì màu vàng này luôn, cho đủ tim đủ bộ. Và nếu bạn đang tìm hiểu cái dòng sách về phát triển tư duy thì hãy lưu tâm cuốn này nha. Và cuối cùng, bạn cảm thấy những cái chia sẻ về sách, về nghề của nhân vật ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần bình luận, chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!